Chào mừng quý vị và các bạn đến với video mới nhất của LTK Bonsai. Hôm nay ngày 7 tháng 7 năm 2020. Rồi mình giới thiệu gì lại ơi. Rồi chào chú Tấn, chào bà con đang xem kênh ạ. Hôm nay thì em cũng có về một số cây như là kim quýt và bằng lăng ôm đá nha bà con. Với những một số cây loại cây khác nha, để giao lưu với bà con nha. Rồi cây đầu tiên cái này là cây kim ba xưa. Đây nó cũng thuộc họ mai chiếu thủy nha bà con. Kim ba xưa thì bây giờ nó cũng hiếm cái loại này lắm rồi nha. Đây nó không còn giống nhiều nữa nha. Đây kim ba xưa. Rồi chiều cao của nó là 18. Cái này là mini nha bà con, mini để bàn nha. Tới ngang cũng 18 luôn nha. Đây kim ba xưa thì cái thân nó ngắn lên nha bà con. Nó khác với mà kim thanh mai nha. Rồi cái hoành vị trí này của nó là 17 nha bà con, 17 hoành. Đây cái tô này nó cũng xưa nha bà con. Đây rồi để bàn chơi. Rồi cái này có giá là 500k, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi. Mini để bàn. Đây kế tiếp là cây dối nha bà con. Đây cây dối thần chậu rồi nha, người ta cũng thần dây luôn rồi. Đây dây nó còn ngăn xiết vô nhờ bà con tháo ra chơi thôi nha. Mini. Rồi chiều cao của nó là 19. Rồi hoành của nó là 9 thôi nha bà con, hoành chỉ 9 thôi nha. Đây cây thần chậu luôn nha. Dối ngày này chậu nhựa nha, em cũng sẽ ship chậu cho bà con luôn nha. Cái này có giá là 350k, bao ship toàn quốc luôn nha. Đây cái này đế ra quắc là quá rất là đẹp luôn nha, không cây số 02. Đây cũng là cây dối luôn nha, chiều cao 20. Đây em đo tổng cái hoành nôm này, đế nôm nó thôi nha, 19 nha bà con. Đây thằng rất là quái luôn. Rồi cũng có giá là 350k luôn, bao ship toàn quắc luôn nha. Rồi đây kế tiếp là cây 03. Đây cũng là cây dối thần chậu nha. Đây toàn là những cây gốc quái không nha bà con, chiều cao 20. Rồi nguyên hoành đế nó hạo thôi nha, là 22 nha bà con, 22 cũng có giá 350k luôn nha, ship chậu cho bà con luôn nha. Trong này chậu nhựa nha. Đây cây 04, đây này thì rất là quái, đây có chiều bay nha. Rồi chiều cao của nó là 20, chiều dài này cũng 20 luôn nha bà con. Đây nguyên hạo cái hoành nguyên hành đế luôn nha, là khoảng 13 nha, trên đây 13 nha bà con. Rồi cũng có giá 350k luôn, bao ship cho bà con luôn nha, ship chậu luôn. Đây cây số 05. Đây rồi chiều cao của nó là 30. Đây em đo cái cũ nó nha bà con, và hỏi cũ nó thôi nha. Rồi hoành cũ này của nó là 20 nha. Rồi, 20 thằng cái chín rồi nha bà con. Rồi phân này 10. Đây 10 nha. Đây rồi cái này có giá là 450k, bao ship toàn quốc luôn nha. Những cái dối đế nôm đều đẹp nha bà con. Đây tới cây là 1C. Đây này mã số 1C, nãy mã số 0 nha bà con. Bà con nhớ số dùm em. Này là kim quýt nha. Rồi chiều cao của nó là 90. Tán ngang là 55. Này là rất là già rồi nha bà con, cũng đang mang trái nha. Vậy bà con vô dây là chơi thôi, chỉnh sửa thôi nha. Hoành cho nó là chỉ có 6,5 thôi nha. Đây cây đang mang trái nha bà con. Rồi kim quýt trái ăn vẫn được luôn nha. Rồi cái này có giá là 600k, bao ship toàn quốc luôn nha. Đây cây số 2C cũng là kim quýt luôn, tai chi luôn nha bà con. Rồi chiều cao là 78, tán ngang là 58 nha. Đây một cốt lắc luôn. Đây hoành của nó là chỉ có 8 thôi nha, 8 thôi nha bà con. Đây nó nhỏ nhưng mà nó rất là già cây nha. Rồi cũng có giá 600k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây kế tiếp cũng là cây kim quýt luôn nha. Đây đang mang trái chín đỏ luôn nha bà con. Rồi chiều cao của nó là 88, tán ngang là 56. Một cốt lắc lượng tới đợt luôn nha. Đây đang mang trái đỏ nha bà con. Đây rồi hoành thân của nó là chỉ có 9 thôi nha bà con, hoành thân chỉ có 9 thôi, cây 3C. Rồi cái này có giá là 700k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cái này thì rất là đẹp luôn nha. Cái này cây 4C. Đây cây kim quýt luôn nha. Rồi chiều cao của nó là 100, tán ngang là 75. Đây dáng lông luôn nha bà con, lắc lượng luôn, rất là già cây nha. Đây cái này thì vô chậu nhựa nha bà con. Rồi hoành của nó là 12, 12 hoành nha. Cái này em cũng sẽ ship chậu cho bà con luôn nha. Rồi cái số 4C cái này có giá là 800k, bao ship toàn quốc luôn nha. Đây cây số 5C.
Đây là một cây kim quýt nha, rất là lớn nha. Này rất là già cây rồi. Đang vô dây nha bà con, về chỉnh sửa là chơi thôi. Rồi chiều cao là 60. Tấn ngang cũng 60 luôn nha. Đây hình giọng chữ C luôn nha bà con. Đây kim quýt nha bà con, đang mang trái nha, đang có trái đỏ nha bà con. Đây bộ đế thì rất đẹp luôn nha. Rồi hoành thân của nó là 22 hoành nha bà con. Đây nguyên bộ đế luôn rất đẹp nha. Rồi cái này cũng có giá là 2,2 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Nhưng mà em không ship chậu nha bà con, tại vì cái chậu nó rất là nặng. Rồi số điện thoại của em là 0772 877278, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn nha bà con. Đây cây 6C là một cây mai núi nha, mai núi 12 cánh nha bà con. Đây bao bông cho bà con luôn nha. Bông màu vàng nha bà con. Này bông vàng nha, như mai miền Tây mình nhưng mà là 12 cánh nha. Chiều cao là 64. Đây cây đâm chồi sống khỏe rồi nha. Rồi hoành của nó là 29 nha. Đây hoành neo này 29 nha bà con. Cây 6C. Rồi cái này có giá là 2 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Mai núi 12 cánh nha bà con, bông thì nó rất là đẹp. Đây kế tiếp là phôi bằng lăng nha. Đây bằng lăng hoa tím lá nhỏ luôn. Đây rất là đẹp nha. Đây này ôm nguyên một tảng đá rất là lớn nha bà con. Chiều cao của nó là 53. Đây còn tán ngang thân của nó là 49 nha. Đây ôm đá luôn, ôm nguyên cục đá rất lớn nha. Đây tổng cái hoành neo này của nó là 105 nha bà con. Đây 105, ôm đá bám sát vào luôn nha. Rồi cây 7C, cây này có giá là 2,1 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây rất là nặng nha bà con, cây ôm đá rất nặng nha. Đây cây này có cái dáng lặt rất là đẹp luôn, 8C bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Này em bao sống cho bà con yên tâm. Rồi chiều cao của nó là 42, tán ngang thân là 45 nha. Đây tổng nguyên cái hoành nó luôn nha. Rồi là 110. Đây 110 nha bà con. Rồi quay coi cái kế này. Đây rất là đẹp nha. Này nguyên bên đây lỡ liền luôn nha bà con, rất là quái luôn, dán lặt nha. Rồi cái này có giá là 1,7 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây phôi này rất là quái nha bà con, phần lăng chứng này về rất là đẹp nha, bao đẹp cho bà con luôn. Đây cây số 9C. Đây chiều cao là 50, tán ngang là 52 nha. Đây mấy cái rễ nó rất là đẹp nha, mặt dựng nó rất là quái luôn. Đây em đo hạo tổng cái hoành đế nó thôi nha, cái này nó khó đo. Rồi hoành tổng của nó là 120. Đây như vậy là 120 nha bà con. Đây rất là đẹp, rất quái luôn. Cây 9C. Rồi cái này có giá là 2,7 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây kế tiếp là cây số 10C nha. Đây bằng lăng hoa tím lá nhỏ, loại này về bà con cứ trồng để trong mát tưới nước nhiều nhiều giùm em, tối đa lắm khoảng 2 tuần trở lại là cây sẽ đâm mục nha bà con, đâm chồi nha. Đây cái này dán lặt là rất đẹp luôn. Rồi chiều cao là 75, tán ngang của nó là 60 nha bà con, tán ngang thân là 60 nha. Đây rất là quái luôn nha. Rồi hoành của nó là 130 nha bà con, 130 hoành. Đây dáng rất đẹp nghe, rất quái nha. Đây phía sau lưng của nó, đây sau lưng của nó thì liền bệ luôn nha. Đây người ta cũng đã tục đục sẵn xong xuôi hết rồi nha bà con, chỉnh sửa cây rồi nha. Rồi bao sống cho bà con luôn. Rồi cái này có giá là 3,1 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây số 10C. Đây kế tiếp em có một cây chòi mồi. Cây chòi mồi này cũng ở cũng từ trong vườn nha bà con. Chòi mồi thì trái nó thì ăn vẫn được nha, bông thì màu trắng. Đây loại này thì cái này nó cũng rất là lâu năm rồi nha. Đây chòi mồi vừa chơi kiển vừa ăn trái luôn nha, trái nó có vị hơi chua nha bà con. Chiều cao của nó là 95. Đây có thân mẫu tử nha. Rồi hoành thân vị trí này của nó là 41 nha, 41 nha bà con. Đây thân tử đây. Cây số 11C. Cái này có giá là 1,7 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cái này lỗ tự nhiên thẹo nha bà con, những vết thẹo nó nha, kéo lành rồi nha. Rồi xuống cây 1,7 triệu, bao ship luôn nha.
Đây kế tiếp em có về một số thôi là hải châu. Đây hải châu nguồn gốc Ninh Thuận nha bà con, cây số 12C. Đây hải châu này trái màu đỏ nha bà con, trái rất đẹp nhưng mà trái ăn không được nha bà con. Này chỉ chơi kiển thôi, trái nó rất là sai. Chiều cao 45. Rồi hoành của nó là 27 nha, 27 nha bà con. Cái này là cái mặt thẹo nó thôi nha, nó kéo lành rồi nha. Không sao nha bà con. Đây cái này hoành lớn nha, cái này có giá là 800k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cây số 13C, đây hải châu có lá nó gì đây nha bà con. Cái này thì đâm chồi sống khỏe rồi nha. Đây cái này thì hai thân, chiều cao nó là 58. Rồi một thân của nó là 12 nha, một thân thì 12. Đây cái lá nó gì nha bà con. Rồi cái này có giá là 500k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cây số 14C. Đây chiều cao là 45. Lọ này thì cũng mới bứng về thôi nha bà con, nhưng mà em bao sống cho bà con yên tâm nha. Đây cái này dạng tầng gừng, tổng hoành của nó là 28 nha. Cây 14C cái này có giá là 400k, bao ship toàn quốc luôn nha. Đây cây số 15 này về bà con cắt tỉa lại dùm em nha, tại vì gấp quá em không có dọn lên nha. Đây về bà con muốn cắt chi nào chừa chi nào nữa nha, chừa hao rồi đấy. Rồi cao 25. Rồi hoành thân 12 nha bà con, hoành thân 12. Rồi cái này cũng có giá là 400k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cây số 16. Cái này là mini nha bà con, hải châu. Rồi chiều cao 40. Rồi hoành cái này chỉ có 9 thôi nha bà con, 9 thôi. Rồi cái này có giá là 300k thôi, bao ship toàn quốc luôn nha. Hải châu này chơi bonsai lấy trái rất là đẹp nha bà con. Đây cây số 17C, chiều cao là 42. Đây em đo tổng cái gốc nó luôn nha bà con, tổng gốc là 18 nha. Đây 18. Rồi cái này cũng có giá là 400k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cây số 19C. Rồi chiều cao 52. Rồi tổng nguyên cái thân này của nó là 20 nha, 20 nha bà con. Đây rồi cái này có giá là 400k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha, cây hải châu nha. Đây cái này thì có cái dáng bay nha bà con, tại cái bầu nó dạy bà con chồng chỉnh là dùm em nha. Chiều cao 39. Đây hoành của nó là 16 nha, 16. Đây cây số 19. Đây cái này có giá là 300k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cái này tàn gừng nha, cây số 20. Rồi chiều cao là 45. Về bà con cắt dọn lại nha. Hoành của nó là 13 nha bà con, 14 yếu mà tính 13 nha, cây số 20. Rồi cái này cũng có giá là 400k luôn, bao ship toàn quốc luôn nha, cái này liền bệ nha bà con. Về bà con chỉnh sửa là chơi thôi nha. Đây kế tiếp em có phôi bằng lăng rất là nặng nha. Đây rất là lực luôn, này không có lên chậu nổi nha bà con. Này những cái này trên 150kg nha, rất là quái luôn nha. Đây cái này người ta khai thác cũng rất là nặng. Rồi chiều cao của nó là 80-85. Đây tán ngang nguyên cái mình thân bầu của nó là 110 nha bà con, 120. Đây chiều ngang hoành bầu nha, 120. Cái này thì nó đang kéo là nó đang đâm chồi rồi nha bà con, bảo đảm bao sống cho bà con luôn nha. Rồi loại này thì rất là dễ sống, bà con yên tâm nha. Đây thân nó lực rất là đẹp nha. Rồi cái này có giá là 6,5 triệu, 6,5 triệu em cũng bao ship cho bà con luôn nha. Đây cái này thì rất là to nha bà con, bên ngoài rất to nha. Đây, kéo ra. Đây đây đi. Rồi đây kế tiếp cũng là một cây bằng lăng luôn nha, hoa tím lá nhỏ nha bà con, cây số 22C. Cái này dáng lặt nha, chiều cao là 105. Đây tán ngang thân của nó là 70 nha, còn tán khang tán ngang cái bầu này của nó là khoảng là, rồi tán ngang bầu này của nó là 79. Đây cây ngoài rất lớn nha bà con, rất là cao nha, cây số 22C. Rồi cái này có giá là 4,8 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Về bà con chơi là ghép từng quy chơi để nguyên thủy cũng rất đẹp luôn. Đây cái nhọt bên này là mặt lỗ đó nha, lỗ này lỗ Ninh Thuận nha bà con. Đây bảo đảm cây sống tốt khỏe cho bà con luôn. Đây kế tiếp là có một cây khế nha bà con, đây khế giường, cây rất là lớn nha, khế này là khế chua nha bà con, khế số 23C. Rồi đảm bảo khế chua. Đây cây hai thân nha, dáng phu thê rất đẹp luôn.
Đây, cái này nặng trên 100 kg nha bà con, rất là nặng nha. Đây, bứng đất nha. Cái này rất là to. Chiều cao của nó là 135. Đây, còn ngang cái mặt bầu này nha. Đo ngang mặt bầu đây là 75 nha bà con. Đây, phần thân, một thân này của nó nha. Phần thân này của nó là 61 nha bà con. Cái này là nguyên cây đặc nha, bảo đảm không bọng. Đây, đây, hoành bên đây của nó là 58. Đây, 58 nha, cái này nó liền nhau nha bà con. Đây, có dáng phù thê nha. Rồi, nó liền nha. Đây. Rồi, cái này có giá là 3,5 triệu. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này rất là to, nặng nha bà con. Rồi. Đây, cái này mặt cắt nó rất là lớn. Đây, kế tiếp là một cây bằng lăng ôm đá nha. Đây. Cây này thì rất nặng nha bà con. Vận chuyển nó cũng khó nha. Rồi. Đây, bằng lăng ôm nguyên cục đá rất là lớn luôn. Và bà con muốn chơi phong thủy là mấy cục đá này chơi rất là đẹp nha, rất là tốt trong nhà nha bà con. Dáng rất là quái nha. Rồi, chiều cao là 100. Tán ngang thân của nó là khoảng 80 nha bà con. 80. Thân trên này 80 nha. Đây, tán ngang cái bầu này của nó là, tán ngang hoành bầu là 100 nha bà con. Hoành bầu là 100. Hoành cái này là trên 200 nha. Đây. Đây, cái này từ 200 lên nha bà con. Hết cái thước dây luôn nha. Đây. Cây rất là khủng nha bà con. Bên rất là cứng nha. Bảo đảm rất chặt luôn. Cái này bên ngoài là rất là to. Bảo đảm bao đẹp cho bà con luôn nha. Đây. Cái này thì nó cũng có sự sống rồi nha. Đâm chồi. Bằng lăng này thì rất là dễ sống. Đây. Thấy trời không? Này em bao sống cho bà con yên tâm nha. Rồi, cái này có giá là 8,5 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây bằng lăng rất là lớn nha bà con. Đây, loại bằng lăng này thì bà con yên tâm sức sống của nó. Nó rất là dễ sống trong các loại cây nha. Nếu mà cây có bị chết thì em sẽ bồi thường hoàn tiền lên cho bà con nha. Hoặc đổi cây khác cho bà con yên tâm nha. Đây, một gốc bằng lăng rất là quái luôn. Đây. Chiều cao của nó là 110. Rồi, tán ngang là 80 nha. Đây, còn tán ngang cái hoành bầu này của nó là khoảng 105 nha bà con. Đây, rất là lớn nha. Đây, dáng rất quái luôn. Có cục đá nữa không? Đây, cái này thì có đá nha, nhưng mà có đá chân nhỏ thôi. Đây, cái này chơi là chơi cảnh, phong cảnh rất là đẹp nha bà con. Rồi, cái này có giá là 5,6 triệu. 5,6 triệu em bao sống, bao ship cho bà con toàn quốc luôn nha. Rồi, cái này cũng là cây cuối clip. Em cũng xin cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ nhà em rất nhiều. Hẹn những clip sau ạ.